bây giờ, với 5 tháng còn lại của đời người. Hãy sống thật thanh thản, sống thoải mái và sống thật vui sướng. Vì khi một ngày đến, thì đồng nghĩa thêm một ngày sẽ qua. Cho nên khi một ngày đến, hãy vui sướng mà đón nhận. Hạnh phúc là do ta tạo ra, còn vui sướng là do chính mình tìm thấy. Rồi thiên thu
mình cũng già, nhưng đời người không thể hết. Hồn ta là đốm tinh hoa, về viễn phương bay xa bay xa. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi xung vầy. Từ nghìn trùng ta gặp